chị Vũ và bé Thảo, chị Nhung là đoàn cho Thanh Xuân. Chân thành cảm ơn các cô rất là nhiều. Gì hồi mơ giờ ói nữa hả? Ối rồi. Ủa chưa đi mà ói nữa hả? Ối luôn. Ủa mà sao chưa đi mà ói rồi? Không biết nữa, ăn xong. Rồi bị cháy sáng rồi nè. Trời nực quá trời luôn á ta ơi. Nhân sự lưu đạn ở nhà nha, nhân sự lưu đạn. Rồi bây giờ đoàn chuẩn bị đi nha, xuất phát nha. Chị. Gì? Bình Phước ơi em đến đây. Bình Phước ơi đến đây. Chúc cho ba có mặt đó. Hả ai? Quét ơi, gắn cái mặt nó vô thôi. Nói gì đi, nói đi gì nhân sự. Chúc mọi người đi một chuyến đi vui vẻ. Đem quá trời đồ luôn nè. Hả ai? Em bé ngủ rồi hả? Em bé còn phơi pin. Ủa là hết vô. Giống như lên nữa là đủ rồi hả? Đủ rồi vậy. Nhưng mà còn 3-4 cái thùng ở dưới lận. Còn 3-4 cái thùng mà để không không được không? Đang. Ê tính ra nãy giờ quay tao mà quên quay tao. Thôi thôi để cho anh Dương cất đồ. Rồi 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 rồi. Rồi lên đi chứ. Mua hòa đi chú Dương dục cái bình đồ đó nhà luôn. Cho anh đâu? Kêu anh đâu rồi? Đâu rồi? Kêu anh gọi điện thoại. Đó. Được, kêu anh đưa cái gương mặt kêu anh vô coi. Đó kêu anh có đi nữa nha. Đi online. Kêu anh có đi nữa đó. Âu ai mới kêu. Ủa hello con. Ôi, xin chào. Hello. Thôi bữa nay đi Bình Phước rồi ta. Bây giờ đoàn sẽ xuất phát đi lên Bình Phước. Cỡ mấy tiếng nữa tới ta? 3 tiếng sau. Điểm danh cho mọi người, đây là chị Nam Ú, bên đây chị Nhung. Bé Thảo mà cần phải quay lại, bé Thảo là chị quay thì mới thấy cái này bé Thảo. Chị chưa thấy không? Em đã cố gắng quay lại rồi. Đó. 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 Chứ tại biết sao không? Nó chá ngoài kia cái gương, cái kính nó trắng quá. Mà sao còn có nè, Ngân nè, Như kìa. Đâu rồi? Bạn Thanh nè, rồi Lulu đâu? Đó. Ê Lulu kia kia lắm vậy. Đồ xuống không hay là họ có một chút nữa, từ từ chăm với đoàn đã đi đến được giáo xứ rồi. Rộng quá ha, rộng mà đẹp nữa chứ, rộng mà đẹp mà sạch nữa chứ, hồi lạch gạch bóng lưỡng luôn. Kì chị không ngang kìa, trời ơi chị không ngang đâu mà có bình nước sẵn là chị không ngang. Phải chuẩn bị chứ. Cha tới rồi mà mọi người. Còn mình hả? Ủa vậy là bây giờ mình sẽ ở đây hả? Đây Như cưng nói sơ đi Như. Đó, mục đích mình đến đây ngày hôm nay là gì hả? Là gì mắc cỡ? Cái địa điểm đây là giáo xứ Minh Đức. Giáo xứ Minh Đức thì bây giờ đoàn sẽ nghỉ ngơi ở lại đây. Cha sẽ sắp xếp một cái xe để đi vô gãy chở mấy em nhỏ ra ngoài đây. Trời ơi, sao nó đi ngã nào lên vậy? Dưới kia là đường đi xuống cái dốc. Đi chợ xa không cô? Ở đây mình đi chợ xa không cô? Một cây hả? Một cây vậy gần chứ đâu có xa.
Dạ. Là đi cái đường nãy vô hả cô, hay là chở đâu? Đi đường qua cầu thì đi lên. Dạ, qua cầu rồi mình sẽ có cái ngã ba mình quẹo tới phải đó cô. Tầm 2 3 giờ ở chợ bán. Ở đây đẹp quá bác, mẹ chợ đó là bán tốt luôn hay là chợ tối rồi. Sáng buổi chị nghỉ chợ buổi sáng thôi. Ờ vậy là chợ chiều không có rồi. Sáng không có. Ừ. Sáng có chiều không? Nhưng có đánh đây rồi nên là con mới biết con kết nối cha. Thì trong đây chỉ có con với đánh cha này là đạo Chúa thôi. Tất cả mọi người là đạo Phật hết. Dạ. Thì buổi tối là tụi con ăn là ăn ở dưới. Anh đi kia. À bây giờ mình đi xuống dưới bếp ăn của nhà thờ. À đi bộ dưới hả? Dạ đúng rồi. Okay. Mai mấy bé sẽ ăn ở dưới. Ủa chứ không phải trên đây hả? Không, ở trên đây chỉ chơi thôi. Cha nói giờ đi xuống dưới uống nước đi rồi. À. Bạn của thằng nhân sự lũ đạn mà hiền khô queo à mà dám nói xấu người ta. Nói xấu cán bộ, nói xấu không là tổ chức được không à? Quay sao lên chị đúng không? Bây giờ cái dốc á, cái dốc mà đi giờ Trâm đang đi ngược nè. Lát nữa mình đi mình lội lên là hơi bị mệt đó. Ê như hết chén, hồi hết chén cơm sườn rồi bác cưng ơi. À, bây giờ mọi người đang di chuyển xuống dưới bếp ăn nha mọi người. Đoàn sẽ di chuyển xuống dưới bếp ăn của nhà thờ. Trời ơi, mấy cân ơi, mấy cân đi, bỏ nhung nhung của chị với mấy cân. Dạ, con chào chú. Dạ. Trời ơi, ú, phát hiện dưới kia có đọt chùm bao nữa, chiều là được dĩa rau luộc đó. Dưới kia ta thấy có đọt nhãn lồng nữa, chiều là được dĩa rau luộc đó. Wow, dưới đây là bếp ăn. Cha kêu. Ủa có được mang dép lên không vậy cha? Dạ kêu mang dép vô để mang ăn. Ủa vậy hả? Rồi cha chuẩn bị cái gì kìa? Mọi người mất đây giúp em cái ly đi. Trời ơi. Buồn rụng mà buồn buồn của anh cha. Cha ơi sầu riêng trong vườn cha hả cha? Rồi cha nói nhỏ thôi cha để đừng cho tụi nó nghe nha cha. Sầu riêng nhà cha trồng nè. Cam khui đi cô ba da. Trời ơi, Nhung khui đi Nhung. Trời ơi, nhiều quá vậy cha. Không, không. Cam nhiều. Em dữ ha. Em tắt ra nha cha. Tắt tắt ta đi như. Mạnh lên như. Lu lu, đi thở chợ đó lu lu. Đưa anh lu lu tắt cho kìa. Rồi nè thấy chưa, sầu riêng ấy cái giữa nó trắng trắng rồi. Rồi ở vô. Móc vô tay rồi. Lulu bị móc vô tay không báo Lulu bị móc vô tay rồi. ăn cái đó anh. Mùi lép ăn ngon lắm á. Cái đó nó dẻo. Mấy giờ đang nói vậy? Mấy giờ đang nói? 2 giờ. Ủa chạy đi đâu? Không phải chạy đi ăn được. Nó ngon rồi. Cái ly của tao là rồi. Tao rồi. Nàng muốn dùm tao muốn rồi. Không thì đi chạy. Tàn cho trái thành nha. Ông Vương đó rồi. Chào bạn được. Trái nước thì nước gì vậy cha? Cười cho nó chứ mai. Trái mai nó ra nó không có. Cái nấu cho cha. Nước hầm. Mấy bà. Không có muốn là tôi cười cho bạn. Đi mấy cơm. Làm tự nhiên đây đâu cao bảo. Hồi nãy giờ nghỉ ngơi nói chuyện với cha xong rồi bây giờ xuống xem cái bếp. Dạ có cha, có chủ đề cha nói là cho cái tham quan vòng để biết ở đây cho nên trời tủ lạnh ở đây còn mấy chừng. À trời rộng quá trời. À dạ. Nấu vô tư. Cha ơi hay để tụi con nấu cho cha. Trời dưới đây có chỗ rửa chén luôn, quá trời khỏe. Trời đủ mấy trăm cái tô đúng không cha? Trời ơi, nhiều dữ chị. Hả? Tô đâu? Trời ơi, thế tô nhỏ nhỏ đủ không? Quá trời chén quá dễ trời, gì. Quá trời tén tô. Thôi để cái gì chiều đi xuống. Có nữa nè.
Trời ơi, son nồi đầy đủ. Từ trong ăn mà tôi không thích thiệt mà. Trời ơi, cha ra chuồng gà lấy trứng cho luộc ăn. Trời ơi, hả? Không có trứng. Cha ra chuồng gà lấy trứng cho luộc ăn không có. Trời ơi, cha. Hai trăm phụ sao cha? Giờ kinh gì đem về nhà thờ. Vừa đi về luôn chứ không phải sao. Rồi cha bây giờ cha đi dạy rồi. Cha chở kìa. Cha đi dạy. Cha có xe rồi. Cha chở lên. Thôi người thùng ôm đi luôn đi. Bây giờ phải đi lội cái dốc này đi ngược về trên đó. Trời ơi, sao tội nhung em dưới vậy? Trời đất ơi. Trời ơi, sao mà chạy xe mày như vậy? Ngày mai Trâm với chị Nam Mú sẽ phụ trách đi theo xe vô gãy để chở mấy em nhỏ ra. Còn cái khu này nè mọi người. Đấy, ở dưới bếp ăn của nhà thờ là hồi nãy Trâm có quay mọi người coi là nó đầy đủ hết trơn. Thì mọi người ngày mai sẽ xúm nhau ra đây để mà nấu cho các em. Rồi bây giờ chở mì với sữa về trên kia, trên nhà thờ lúc nãy á. Rồi sắp xếp đâu đó rồi mọi người nghỉ ngơi, set up. Đi rồi thôi. Mình đi bộ lên. Ê, tự nhiên cái nhìn cái cảnh này giống như cái cảnh nhà tưởng tượng đã từng nằm mơ thấy ở đâu rồi á. Tự nhiên thấy vậy nè. Dạ. Tự nhiên thấy cảnh này giống như mình đã từng nằm mơ, mình thấy cảnh này hồi nào rồi á. Rồi. Chị bị hiện tượng gì vậy? Dạ, dạ. Ảo giác hả? Dạ. Đi hướng. Ở dưới nhà thờ cha đang làm lễ à, tối nay đoàn sẽ nghỉ lại ở tại nhà thờ luôn mọi người. Cô Hảo kìa, cô Hảo mệt mỏi, cô Hảo nằm nghỉ rồi à, chia ra hai phòng, nữ chia ra hai phòng, người nam cũng chia ra luôn. Đây là khuôn viên nơi nghỉ ngơi ở nhà thờ, bên kia cũng phòng của Nam Sung luôn á mọi người. Đây, ở dưới đây cha đang làm lễ. À, mọi người thấy đông hay chưa? Trâm thắc mắc là sao phải quét vậy ta? Quét đặng chừa cái lối đặng xe máy chạy hả mọi người? Tại vì thấy cô quét có một lối một à? Hay là quét để là gom lại? Giờ này trời mát rồi, 5 giờ mấy chiều rồi, nguyên gừng cao su luôn. Đây là giáo xứ về đêm mọi người, trên kia có tượng Đức Mẹ cục đầu. Mưa quá trời luôn, hồi chiều mọi người set up xong rồi mưa không ngớt luôn. Để Trâm xin phép lại đây Trâm quay, tại vì hồi sáng giờ Trâm quay là Trâm chưa quay chỗ Đức Mẹ luôn. Trâm có hỏi cha rồi thì cha nói quay được á mọi người. Kia có cái tượng Đức Mẹ. Mặc dù mình không phải trong đạo nhưng mà ban đêm đẹp lắm, lung linh lắm luôn á. Chị Năm đứng à. Đó là mẹ ơi, con là ai đó, con đến đây con xin mẹ ơn mẹ, con xin mẹ đem con giết ra đây bình thường. Cha kêu thổi hả? Ôi có chừng té cưng trơn đó, trời ơi cái gì vậy, lu lu.
Rồi, về tới đằng đây rồi, hồi lát nữa lên nghỉ được rồi. Đây là cô bếp chính. cô tên cô gì vậy cô? Cô Lan ha, chào mọi người. Cô Lan. Cô này cô là cô Lan nha mọi người. Xong rồi chú Dương hồi chạy ra hỏi vậy cô, bắt này có tắt kia không cô? Đúng rồi, phải tắt á. Gì ra gì? Chứ là tắt hộp phải không cô? Nghe nói anh Dương tắt luôn. Chú Dương ơi, giờ lộn giờ tắt. Cho cái gọt cái ống bá cái miệng nó lại nè. Đây là cái bếp ăn của nhà cha mọi người. Giờ cha đi lên nhà thờ rồi, cha lên làm bếp. Là cô Lan hồi nãy là bếp trưởng của nhà thờ. Cô đang xay gì, xay tiêu. Còn đây là bếp trưởng của Nam Trung. Bếp trưởng đang cầm máy rồi đó. Cô đang xay tiêu đang ướp thịt đó. Dạ em chào anh. Đó. Rồi ngủ về luôn vô rồi hỏi cô chắc hạt lựu á. Thôi mình nhập gia tùy tục đi, mình ở đây cắt sao mình cắt vậy. Chị Năm, chị Năm bà lãnh á, bà tỉa bông. Cô ơi, cái trứng cút này hồi nãy là nó hao phí, nó bể hết 4 trứng rồi nha cô. Đền. Giờ con bỏ lên bếp kho nha. Xong rồi đó hả? Tỉa luôn hả? Không, có cắt nữa, cà rốt cắt không, cắt cứ mình tỉa được như tỉa còn nữa. Đúng rồi, cô nói là không ăn còn không ăn tỉa. Cái củ cải trắng là mình sẽ xẻ cứ khứa rồi làm 5 cách. Còn tao thì tao kiểu nhọn nhọn này nè. Rồi ok, dạ chị Nam. Chứ không có nhất thiết là phải một cái loại này. Mình làm nhiều loại nó mấy nhìn nó sinh động. Dạ chị Nam. Trên luôn.
Bà lấy nước làm gì? Thêm là chút chua đổ chè ra lên bà hai cái một lần. Sôi luôn bà. Sôi luôn. Sôi luôn. Được rồi. Ủi rồi. Mẹ mò nữa. Không kêu vậy. Rồi chị Nhung có nhu cầu ăn hành không, cho miếng hành nè. Hành ngon nè. Con dao này nó hơi đùi, em mới liếc rồi chứ hồi không. Con dao ngọt nè. Con dao ngọt hẳn hồi kia con dao nó đùi nó ngọt không lại con dao bên kia kìa mới rửa ra cấm bên kia. Mày cũng liếc cũng dữ lắm mà. Dạ con bận rồi. Con đây. Con dao phụ gia này cho chơi lên thì mẹ nha. Chứ dao này rất ngủ. Dao này cũng chưa có ngọt nữa. Có chị xem á. Có chị chơi nọc cho kìa. Ai thì mẹ nha. Đúng rồi. Kiểu chị phụ biết mà kiểu của em biết rồi, rồi chị biết rồi sao mình học hết vậy là chị không chăm sóc Thảo ở đây là phụ biết nấu ăn còn mà em viết sang lên đi đặng lên đi được 2 phút nữa đi đi em vậy xíu không quá ai không cho thì ta lên chờ đợi đi vậy xí thôi đừng ghẹt quá cái nó bay qua tôi luôn hả. Hả? Nếu chị quay chị nhìn thấy em khóc thì em hãy khóc đi đừng ngại ngùng. À, cô Lan ơi, con bàn giao cái rồi cảm ơn mấy chị em người cũng tài chương nó làm ôi xong ơi, hết rồi. Thơm quá. Chị Trâm ơi, ơi vào đây. Ừ vậy cái nào cũng có ngoài nhà phòng cái nào cũng có ngoài nhà phòng lẹ lên. Ừ từ từ nè theo dõi tập ơi lỡ bể rồi bỏ vô nước nó được thôi nãy thì nó bị rửa nó con rồi bớt rửa cho ta. Nó không tinh tí là đây nè bình thường tinh túc chứ tinh tí là đó đó tụi con chắc như chớ 10 ký mắt chắc 10 ký ồ ồ phần ba đi vậy bảy gì mà hạnh uống bắt một ly bắt tưởng là nước nào mà đứa nào rồi tụi này được bữa nói cái này nước cốt mà à bữa nói đứa nào rồi bảy cái ok chưa? Hai bình này đủ tiết nó luôn rồi. Đi nhanh mở chị Nhung. Lòng nữa là nhạc nha. Nhưng mà nó phải nhớ là nhạc phải ca cha chị Nhung ơi. Ủa chạy vậy chứ phải bỏ đá vô rồi nặng ra ha. Không. Bỏ cục đá vô cái ly xong rồi mình xả nước vô cái ly cho nó giống như ăn tiệc đám cưới vậy. Bỏ đá vô từng cục vô. Cái này bỏ cục đá dắt vô thôi chứ đá gì nữa. Không, ý là bỏ nó đá vô ly liền nặng này ra. Đúng rồi. Chứ không có bỏ đá vô chứ đâu có nước suối nữa đâu. Là xuống đây rồi đó. Ê, thịt mấy cô giò viên xong hết trơn hết chọi rồi. Đây gồm có chả, ở dưới đây còn thịt nữa nè mọi người. Cái này cô đang hầm xương cho nó mềm trước, hơn lát nữa sẽ bắt qua cái nồi to mọi người. Đây, đây hành đây thơm quá. Bên đây là cô đang luộc nuôi. Giờ là mấy chị em sẽ đi lên chinh nhà thờ. Cô ơi, tụi con đi nha cô. Trời ơi, bây giờ. Dạ, tụi con cảm ơn cô. Dạ, con chào cha. Dạ. Ủa, trái này gì chóng? Trái cơm nguội quá vậy ta? Trái bằng lăng. Hình như bằng lăng mà nó khô bông á. Đoạn này. Từ đoạn này vô nhà thờ là Trâm sẽ không có quay tiếng được nữa nha mọi người. Tại vì biết sao ở trong mấy bạn mở nhạc chơi trò chơi cho mấy em á. Cho nên là lát nữa Trâm cũng sẽ lồng nhạc thôi chứ không có tiếng. Trâm sợ cái nhạc nó dính rồi nó lại vi phạm cộng đồng á mọi người. Cô Nhi kỳ quá nha cô Nhi. Cô Nhi cho gần ghế con vậy.
cái chị đó chở còn mấy con nữa phải không chị? Hộp sữa của con đâu rồi? Hộp sữa con đâu? Con không uống hả? Trời ơi, cô chú để dành đem về nhà. Trời ơi, giờ là đòi đi kéo co rồi đó hả? Lớp 4 mà con là bên này lớp 3 hả? Rồi đó coi, lớp 3 mà có chút xíu chiêu à. Mi rồi bạn nào còn thiếu cầm ly nhận quà nha. Chạy với. Bạn nào còn thiếu không? Chị Năm xuống đây xong rồi bây giờ có người kêu chị Năm thôi bây giờ ở lại đây luôn thôi, bây giờ chắc xong tập này kêu chị Năm thôi ở lại đây luôn, đặng kiếm ngoài cậu Năm cho mợ Năm luôn. Giờ đặt mợ Năm. Đợi cô Trâm đi với. Đi gì mà nhanh quá, sao cô Trâm đi lại? Đi cái dốc này cô Trâm đi đâu có quen đâu. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 1. Trời ơi mới lớp 1 rồi hả? Dạ. Rồi, học gần đây không con? Dạ ở Minh Tâm. Đó thì tới ngay cái vị trí dưới đó là cái cổng gào đó, đó là chỗ bếp ăn nhà cha đó mọi người. Còn đi ngược lên đây, lội ngược cái dốc này đó. Thì là giáo xứ ở trên đây, nhà thờ ở trên đây. Ôi đã với gia ta. Bắn tim nữa. Tụi con không có nêm hành vô cho thơm hả? À, vậy thôi mình ăn theo tùy ý mình hen. Ừ. Có để sẵn cái tô hành nhưng mà mấy bé không có ăn hành. Hả? À, ngon quá đi.
vé kilo vậy đó hả? Cô quay con đi về, con đăng ký kênh cho cô liền, nhớ nha, uy tín nha. Nghe, mình thiếu nhi mình phải uy tín nha. À, đúng rồi. Còn bạn kia kìa, ăn nhiều vô đi, đặng cho nhanh lớn, đặng múa cho nó đẹp nha. Nãy cô thấy con có trong đội múa đó. Em muốn lên đâu? Em muốn lên TikTok hả? Nhưng mà à, vậy đó hả? Trời ơi. Rồi bạn nào ăn xong muốn uống nước ra ngoài đây gặp cô Nhi với cô Nhung nha. Ờ, cho con một ly. Trời ơi, bữa nay là dạ từ từ không từ từ để em chỉnh camera đang quay phim rồi ok ha. Nhưng mà con quay video thôi là con ăn để cho con phát biểu một chút xíu là con rồi có chị Vũ rồi bé Thảo chị Nhung là đồng cho Nam Xuân chân thành cảm ơn các cô rất nhiều. Không sao mà được như vậy là rất là nhớ nè, lắm quá nha. Đây là chụp chưa vậy? Quay phim về chụp màn hình hết là dính hết luôn. Còn cô kêu còn. Cảm ơn các cô nhiều nha. Rồi bây giờ mình về, mình cố gắng làm sao mình học cho giỏi nha. Chụp hình đúng không? Hồi nãy con chưa chụp đúng không? Rồi bây giờ con muốn chụp ở đây à, con muốn ra ngoài trước giáo sư. À, đây, con nhìn lên trên đó là con thấy con rồi đó. Nha, à, thấy các anh chị không? Bye bye đi. Con tên gì? Hồng Gấm hả? Trời ơi, mặc áo màu hồng luôn là Hồng Gấm nha con chú. Lấy xe về kìa, lấy xe về. Để xe chờ. Yeah. Bye bye. Bye bye em. Bye bye. Quanh năm nữa. Quanh năm nữa. Mày không ai rồi chào. Đây. Điểm dân từ 1 đến 2. Dạ Mắc Tài ơi, cho cô chăm chạy em cái nha Mắc Tài. Dạ rồi, cảm ơn Mắc Tài rất là nhiều. Ôi ôi mà, sao mấy em mình no hết chưa? Ai cũng có quà về đúng không? Rồi, bây giờ cô chăm sẽ xin Mắc Tài 1 phút cô chăm chụp hình với các em nha. Nè, chuẩn bị nè. Cô chăm chúc các em thật tốt là dạ lên nha. Ai mà lo đường nhìn trơn với trời.
Bây giờ đoàn sẽ kết thúc hành trình ở đây, nhưng mà mọi người sẽ ghé chào cha một cái rồi về nha mọi người. Con cha lại. Dạ, tụi con chào cha.